Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Nói chung thì nãy giờ có nói chuyện với ông này thì ông có trả giá mua kích Khải 3 kim. Nói chung là cũng có người trả hơn 4 kim rồi mà Khải không bán. Mà ông này ông nói đi nói lại, ông kêu là ông có xem trên kênh của Khải. Ok, nói chung là ok, để giao dịch cho. Nói chung là bán ông 3 kim. Cái kích bằng sắt 77 hôm qua anh em. Cái kích bằng sắt 77 hôm qua á. Rồi đó Khải giờ giao dịch cho ông này. Em thiếu nha, em giao dịch lấy tiền. Phượng Tường Bắc luôn em ơi, Phượng Tường Bắc luôn đây, anh vô bàn này. Ok, đỡ chuyển cái video qua kia cho anh em xem. Nhưng mà ok, bán 3 kim cũng được anh em, gỡ vốn một tí. Tiếp tục bay cái kích 3 kim. Rồi sáng bán cái nhẫn 10 kim rồi nha. Này 3 kim này. Rồi kích bằng sắt 77 anh em. 11, ok. Biết ông ạch nào đây. À thiên vương kích. Đồ cái kích này ông kích là vừa ok đấy. Bán 3 kim cho anh em. Bảy dòng 3 kim. Gỡ ít vốn. Nói chung là có người chơi là được anh em. Sợ không có người chơi mới canh chứ còn. Cũng có người trả nhưng mà hôm qua trả xong rồi mất tâm đâu hết. Đợi mãi không thấy. Hẹn sáng nay giao dịch mà không thấy đâu hết. Thôi là thôi bán cho ông này đi. Ông này có xem trên kênh thì coi như bán cho ông 3 kim. Cái kết bằng sắt 77 nha nè. Đó. Rồi ok. Không 91. Ê nhầm. Qua chưa? Qua Phường Tường Bắc chưa? Qua nè. Rồi vô ban đi. Đây là xe của ai đây? Lữ bố anh. Lữ bố hả? Lữ bố đủ bạc rồi đúng không? Dạ đủ bạc. Ok, cứ bạc mà farm thôi, đừng có đánh một quạt làm gì. Xe vừa kiểu xe mà đánh một quạt yếu lắm. Cũng không giúp được gì cho ban. Mới vô chơi á nên về một ạc chơi thử để coi thử nó làm sao. À. Nói chung là khuyến cáo anh em cứ lên xe 3 thì anh em được lương ít 2 thôi. Bằng 2 công thôi. Còn anh em đi một quạt có 1 công à. Ví dụ như anh em kéo xe 3, ví dụ 1 công 100 xu đi, anh em được 200 xu rồi. Hỗ trợ mua máu các kiểu anh em rồi. Thế lại mình có 700 nữa. Ừ, chứ chơi một quạt làm gì khổ lắm. Chơi một quạt là đi tìm bãi khổ như cái gì vậy. Ok, em biết trên Discord được bao nhiêu người đây, tiết hoạt động kiểu gì đây. Ra từ 11 giờ. Discord 11 giờ 50 tập trung. Tập kích 1. Nhạc hạ 12 giờ 10 chấm công. Phát lương. Đó. Hello anh em mới vào nha, hello mọi người nha. Nói chung là